vì sao Tổng Trọng phải truy cùng diệt tận Bảy Phúc và phe cánh. Chỉ riêng trong 3 tháng đầu năm của nhiệm kỳ đại hội 13, từ năm 2021 đến 2026, đã có 4 trên tổng số 18 ủy viên Bộ Chính trị, 21 trên tổng số 200 ủy viên Trung ương Đảng bị kỷ luật phải thôi chức để chịu trách nhiệm chính trị trước Đảng, là những bằng chứng về cuộc đấu đá quyết liệt tại Đảng Cộng sản Việt Nam. Có nhiều dấu hiệu cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang nỗ lực diệt trừ hậu họa. Trong đó, hệ thống chính trị ở Quảng Nam của Nguyễn Xuân Phúc bị xem là mối đe dọa tiềm ẩn. Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam bị miễn nhiệm. Tờ báo Việt Nam Express vào ngày 8 tháng 4 đưa tin Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam bị miễn nhiệm. Bản tin cho biết, tại kỳ họp bất thường sáng ngày 8 tháng 4, Hội đồng Nhân dân Quảng Nam đã biểu quyết miễn nhiệm ông Lê Chí Thanh và Nguyễn Hồng Quang ra khỏi chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. 100% các đại biểu có mặt đã đồng ý. Theo giới quan sát, thông tin này cho thấy việc truy cùng diệt tận với thế lực chính trị của ông trùm xứ Quảng nói riêng và phe cánh miền Trung là điều có thật. Nhà phân tích chính trị Việt Nam Abusa mới đây có bài bình luận điều gì sẽ đến sau những xáo trộn trong hàng ngũ đảng lãnh đạo. Theo tác giả, có những dấu hiệu cho thấy ông Trọng, người đã thâu tóm một quyền lực chưa từng có và đã khiến những đối thủ của mình như Nguyễn Xuân Phúc phải ra đi với mục đích đưa những người thân cận vào các vị trí quyền lực. Một trong những lý do ông Trọng loại bỏ không thương tiếc ông Phúc rồi đưa ông Thưởng ngồi vào chỗ đó, bởi trước đây ông Phúc và phe cánh đã cản phá quyết liệt ý đồ của ông Trọng muốn đưa Trần Quốc Vượng kế nhiệm tại đại hội 13. Lúc đó ông Vượng là thường trực ban bí thư, kết quả ông Vượng đã phải nghỉ hưu và đó cũng là lý do ông Nguyễn Phú Trọng lại thêm nhiệm kỳ thứ 3. Trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, giới phân tích quốc tế đánh giá Tổng Bí thư Trọng là người đứng đầu đảng chuyên quyền nhất, độc đoán nhất và cũng là người nắm quyền lực thực chất cao nhất, thậm chí còn hơn cả ông Hồ Chí Minh và Lê Duẩn. Cựu Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu. Ông Nguyễn Phú Trọng lâu nay vẫn được đánh giá là người nhiều quỷ kế. Để loại bỏ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, từ giữa năm 2022, phe cánh của ông Trọng đã thông qua Bộ Công an tung tin rằng bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ ông Phúc, là tổng đạo diễn trùm cuối của đại án kit xét nghiệm Việt Á. Tuy nhiên, trong lễ bàn giao chức vụ Chủ tịch nước cho Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân vào ngày 4 tháng 2 năm 2023, trước ống kính của các hãng truyền thông trong và ngoài nước, ông Phúc đã tuyên bố như sau. Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, tôi chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi có một số cán bộ vi phạm khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, tôi đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu. Đáng chú ý, ông Bảy Phúc khẳng định việc vợ con ông không liên quan đến Việt Á đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Tổng Trọng là người nắm quyền lực tuyệt đối trong Đảng. Ngoài sự ủng hộ triệt để của Bắc Kinh, ông còn nhận được sự ủng hộ của không giới hạn của các nhóm nghệ tĩnh. Trong đó, người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương là ông Trần Cẩm Tú, một đồng minh thân cận của ông Trọng. Chắc chắn ông Trần Cẩm Tú sẽ không im lặng nếu điều ông Nguyễn Xuân Phúc khẳng định là sai trái hoặc khác với sự thật. Bản tin của đài BBC tiếng Việt cũng nhận định câu nói trên của ông Phúc dường như muốn trả lời để dập tắt những đồn đoán trước đó. Chiều ngày 4 tháng 2 năm 2023, hầu hết các cơ quan báo chí Việt Nam đã đồng loạt đăng tải phát ngôn của cựu chủ tịch nước về việc gia đình và vợ con ông. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau, phần phát ngôn quan trọng đó của ông Phúc đã không cánh mà bay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Truyền thông quốc tế thời điểm đó đã đưa ra bình luận rằng điều đó cho thấy cuộc đấu tranh giữa các phe phái trong đảng đã bộc lộ công khai và quyết liệt. Ban tuyên giáo Trung ương đã hành động không quang minh chính đại, che giấu sự thật, càng khiến dư luận hoang mang và nghi ngờ hơn. Theo giới phân tích, ít ai biết được về lý do thực sự khiến ông Trọng không chịu rời bỏ quyền lực, bởi đây là điều không hề dễ dàng. Hơn 10 năm trên cương vị Tổng Bí thư, ông Trọng đã gây lắm thù và chuốc cũng rất nhiều ân oán với các lãnh đạo cấp cao trong đảng.
cứ nhìn cách mà Tổng Trọng đối xử với Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng trước đây, cũng như cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mới đây thì rõ. Hơn ai hết, ông Trọng hiểu rất rõ luật nhân quả. Cá ăn kiến, rồi có ngày kiến ăn cá. Để thấy trong những ngày tháng cuối đời, ông Trọng khó có thể được yên ổn. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Vì sao Tổng Trọng phải truy cùng diệt tận 7 phúc và phe cánh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Vì sao Tô Đại cần coi chừng lỗ hổng đạo đức của công an từ Tổng Trọng? Thời gian gần đây, dư luận xã hội hết sức bức xúc trước tình trạng tha hóa xuống cấp đạo đức của lực lượng công an tại Việt Nam. Tình trạng các cán bộ chiến sĩ trong ngành công an vi phạm pháp luật như trộm cắp, buôn bán chất cấm, bắt cóc trẻ em để tống tiền với mục đích kiếm tiền bằng mọi giá đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Tước danh hiệu hai nữ cảnh sát tham gia vào dạ tiệc ma túy. Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hải Phòng vừa triệt phá ổ nhóm bay lắc tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Trong số 12 người tham gia bữa tiệc ma túy, có hai nữ cán bộ công an đã bị bắt quả tang với tang vật tại hiện trường là 0,13 gram ketamine và một số tang vật khác. Báo Người Lao Động vào ngày 7 tháng 4 đưa tin tước danh hiệu hai nữ cảnh sát tham gia tiệc ma túy. Bản tin cho biết Công an Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an Nhân dân với hai nữ cán bộ công an có tham gia bữa tiệc ma túy kể trên. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Hải Phòng xác nhận Bùi Thị Ngọc Bích, 36 tuổi, vừa bị Công an Hải Phòng tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là cán bộ của đơn vị. Đáng chú ý, vẫn theo báo Người Lao Động cho hay, vào thời điểm lực lượng công an xuất hiện, ngoài Bùi Thị Ngọc Bích còn có cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, còn có VA là một nữ cán bộ đội hình sự, kinh tế, ma túy, công an quận Dương Kinh, công an Hải Phòng cũng dương tính với ma túy. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng lực lượng nhân danh thanh kiếm và lá chắn của chế độ với trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội lại để xảy ra các bê bối nghiêm trọng đến như vậy. Công luận đặt câu hỏi tại sao tình trạng cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an dưới thời Đại tướng Tô Lâm kể từ năm 2016 cho đến nay đã để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật liên tục, mang tính có hệ thống đến như thế. Phải chăng ngôi nhà của lực lượng công an nhân dân đã dột từ nóc, dột xuống, và đó là hệ quả của tình trạng thượng bất chính, hạ tắc loạn. Trong hệ thống nhà nước của Việt Nam, tất cả đều đang tình trạng tha hóa toàn diện đến như vậy hay sao? Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Theo giới phân tích ở Việt Nam, trong con mắt của giới quan sát quốc tế, Bộ trưởng Tô Lâm đang nỗ lực để duy trì một nhà nước cảnh sát và chế độ công an trị nhằm giữ vững an ninh chính trị để duy trì thế độc tôn lãnh đạo, quản lý nhà nước và xã hội của mình. Nhưng với chất lượng đạo đức, tác phong của số đông cán bộ chiến sĩ trong ngành công an đã vi phạm pháp luật tràn lan, có hệ thống như vậy là điều hết sức đáng lo ngại. Theo giới quan sát, trong bối cảnh cuộc chiến quyền lực ở thượng tầng cung đình của Việt Nam giữa Tổng Trọng và Tô Đại tướng đang diễn ra rất quyết liệt, một mất một còn như hiện nay, bất kể sự cố hay tin tức bất lợi nào cho mỗi bên đều bị truyền thông của đối thủ thổi bùng lên, mục đích nhằm hạ uy tín lẫn nhau. Như vụ việc hai nữ sĩ quan cảnh sát thuộc Công an Hải Phòng sử dụng ma túy là một ví dụ. Xin được nhắc lại, Thường trực Ban Bí thư khóa 12, ông Trần Quốc Vượng từng cảnh báo về sự tha hóa, biến chất của lực lượng bảo vệ chế độ, cũng như lãnh đạo các cấp, các ngành, từ trung ương đến địa phương. Theo báo Thanh Niên, phát biểu chỉ đạo hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng vào năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 20, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã nói rằng nếu làm không tốt công tác cán bộ, chúng ta sẽ tự lật đổ, chứ không phải do kẻ thù. Đây là vấn đề quan trọng. Cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay
sụp đổ hay không cũng do chúng ta thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu. Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay Đại Bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì ta tự lật đổ ta thôi, ông Vượng đã nói. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục Phó Giám đốc Công an Hà Nội ra hầu tòa. Dư luận Hà Nội thấy rằng ý kiến vừa kể trên của ông Trần Quốc Vượng rất xác đáng, đã đánh giá đúng thực chất của vấn đề. Ý kiến này đáng để ban lãnh đạo Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nghiêm túc suy nghĩ. Công luận đề nghị Tổng Trọng của ông Tô Lâm trong năm 2024 cần phải trả lời cho người dân được rõ rằng ai và vì đâu đã để cho lực lượng còn đảng còn mình tha hóa nghiêm trọng đến như vậy. Phải chăng thượng bất chính để hạ tắc loạn như người dân chúng ta đã thấy? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao Tô Đại cần coi chừng lỗ hổng đạo đức của công an từ Tổng Trọng. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.